Hey, xin chào tất cả các bạn Vậy là kỳ thi tháng 12 năm 2021 đã kết thúc rồi Các bạn làm bài tốt chứ Tâm trạng hiện tại của mình thì đang rất vui Và cũng đang buồn một chút Đan xen lẫn vào nhau Bởi vì sao? Vui vì học sinh làm bài rất là tốt Buồn một chút bởi vì rất là nhiều học sinh trúng đề ừ. Trúng đề như thế nào thì cái vấn đề này thì mình Tối hôm qua mình đã có viết một bài rồi Bạn nào muốn biết rõ hơn thì các bạn có thể xem Xem bài viết này bên dưới này nhé Ok, còn chủ đề nội dung video ngày hôm nay Đó là mình sẽ nói về cái Đưa ra một cái lộ trình học tiếng Nhật kể từ bây giờ Cho đến tháng 7 năm 2022 Thế thế nào? Cho tất cả các bạn đang học n bạn n hai và N1 Ok, chúng ta nhau bắt đầu nha Chắc hẳn có rất là nhiều bạn đặt ra câu hỏi rằng Tại sao bây giờ chúng ta lại học tiếng Nhật bây giờ chúng ta vừa mới thi xong mà Các bạn biết không? bởi vì sao? Bởi vì đây là thời điểm vàng, thời điểm chín muồi để chúng ta bắt đầu học tiếng Nhật như thế nào? Chắc hẳn là có rất là nhiều bạn đang cảm thấy chán học vì sau một quãng thời gian ôn thi mệt mỏi để đạt được cái cái bằng chứng chỉ mà chúng ta mong muốn. Nhưng mà chẳng lẽ việc học tiếng Nhật của chúng ta lại kết thúc ở cái việc là đi đi đạt được cái bằng đó à? Không, chúng ta học tiếng Nhật là bởi vì chúng ta học để lấy tri thức tri thức đó để áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cho công việc của tương lai của chúng ta hay là cho việc uh, nuôi dạy con cái sau này đúng không nào từ giờ đến lúc thi chúng ta sẽ còn 7 tháng nữa bây giờ đang là tháng 12 đến hết tháng 6 phải không nào ok mình sẽ phân ra làm hai giai đoạn giai đoạn thời điểm vàng để học tiếng nhật này đó là giai đoạn trong vòng 1,5 đến 2 tháng tới ok còn giai đoạn số 2 đó là giai đoạn 5 tháng tiếp theo vậy thì trong giai đoạn một này chúng ta cần phải học những gì chúng ta sẽ học ba phần thứ nhất đó là chúng ta sẽ ôn lại từ vựng và chữ hán cái cấp độ mà chúng ta vừa mới đi thi xong. Thứ hai là chúng ta xem lại thật là kỹ những cái bài đọc hiểu mà chúng ta đã từng ôn, kể cả trong sách ôn tập hay là đề thi cũ, được chưa? Thứ ba tương tự như thế chúng ta sẽ nghe lại tất cả những cái bài nghe mà chúng ta đã nghe qua trong các đề đề thi năm cũ hoặc là trong sách ôn đề cũng được. Chúng ta nghe xong và chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ nhắc lại để chúng ta luyện tập cai hoa bởi vì trong cái khoảng thời gian bây giờ là mọi người đang mong muốn là làm sao để cai hoa thật là giỏi phải không nào? Trong cái quãng thời gian vừa rồi thì chúng ta đã đánh rơi vương vãi rất là nhiều từ vựng và chữ hán rồi. Vì thế trong cái quãng thời gian này thì chúng ta sẽ dành thời gian để đi nhặt đi lượm lại nó rồi để lấp vào những chỗ trống. Phương pháp học thì chúng ta sẽ học qua flashcard thế nào? Đấy, trên thị trường có rất là nhiều. Còn nếu mà bạn là học viên của Dũng Body thì bạn có thể vào trong app tải app và học theo như thế này nhé. Vút sang bên phải, vút sang bên trái rất là tiện lợi ok chưa rồi. còn tuy nhiên nếu mà đối với các bạn mà cảm thấy là mình đã học thuộc hết được những từ vựng và kanji này rồi thì các bạn có học có thể học lên cấp độ tiếp theo không vấn đề gì cả nhé đây là cái quãng thời gian mà chúng ta cảm thấy không bị áp lực nhiều nhất nên là chúng ta hãy dành thời gian bình tĩnh đọc lại tất cả những cái bài đọc hiểu mà chúng ta đã từng đọc để hiểu sâu hơn và cảm nhận cảm nhận sâu sắc hơn về ngôn ngữ hay là tri thức có trong bài đọc đó. Và chắc chắn một điều là chúng ta sẽ cảm thấy yêu thích tiếng Nhật hơn, cảm thấy thích thú với tiếng Nhật hơn khi mà chúng ta hiểu được sâu, hiểu được kỹ về cái bài văn đó nhá. Chẳng hạn như vừa rồi khi mà mình luyện đề thi cho tất cả những cái bạn à, các bạn học viên của mình á thì có một bài đọc hiểu như thế này rất là hay, đó là gì ạ? À? Làm thế nào để có được một bộ xương chắc khỏe. Đấy thì bình thường mọi người nghĩ rằng là chúng ta hãy luyện tập thể thao thật là nhiều và chúng ta hãy bổ sung canxi thật là nhiều phải không nào. Tuy nhiên là trong cái bài đọc đó người ta còn nói thêm hai hai cái yếu tố rất là quan trọng đó là cái thời kỳ, thời kỳ để có một cái bộ xương chắc khỏe đó là chúng ta cần phải luyện tập thể thao, luyện tập thể thao vào cái thời kỳ từ hồi còn nhỏ cho đến trước 30 tuổi thì chúng ta sẽ có được một bộ xương chắc khỏe đúng không? Đây là cái yếu tố thứ nhất, yếu tố thời kỳ. Cái yếu tố thứ hai đó là về cái bộ môn thể thao mà chúng ta chơi. Chúng ta phải chơi những cái bộ môn thể thao mà nó gây được áp lực cho cơ thể của chúng ta có sức nặng đè lên, đúng không? Như là chúng ta đi chạy này, chúng ta chơi nhảy này, đan sự này, hay là chúng ta tập gym này các thứ này thì nó sẽ tạo được áp lực và chúng ta sẽ có được bộ xương chắc khỏe. Đấy. Nếu mà là bộ môn bơi lội thì nó sẽ tạo cho chúng ta có được một sức khỏe tốt Chứ không phải là tạo cho chúng ta một bộ xương chắc khỏe Đấy, thế nên là gì nhỉ? Cái nội dung của bài đọc Của những cái bài đọc trong kỳ cái GPT hay là trong sách luyện đề nó rất là hay Nên các bạn nhớ nhá, nhớ hãy tìm hiểu, đọc thật là kỹ Có nhiều bạn gửi thư về hỏi rằng là Thầy ơi bây giờ em muốn luyện cai hoa thì phải làm như thế nào? Ở ờ, trong cái quãng thời gian này luyện cai hoa rất là tốt Tuy nhiên thì các bạn luyện cai hoa một cách như thế này cho thầy nhá Các bạn nghe lại tất cả những cái bài nghe mà chúng ta vừa ôn luyện trong cái quãng thời gian ôn luyện vừa rồi chúng ta nghe và chúng ta hãy hãy gì nhỉ hiểu thật là kỹ cái bài nghe đó tiếp theo chúng ta nhại đi nhại lại thì chắc chắn cái cái khả năng cai hoa hội thoại của chúng ta sẽ giỏi lên rất là nhiều ừ, các bạn cứ yên tâm một điều là như thế ok bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau nghe một bài cụ thể như thế này nhé chẳng hạn đây là một đoạn hội thoại giữa chồng và vợ nói chuyện với nhau đúng không vậy thì câu đầu tiên này người vợ nói như thế này này もう暖かくなってきたから、ヒーターとか毛布とか、冬のものをしまっちゃおうよもうもうもう。もう暖かくなってきたから、もう暖かくなってきたから、うんと、いので入れない。うもう暖かくなってきたから、ヒーターとか毛布とか、冬のものをしまっちゃおうよ。ヒーターとか。 mô ngô phụ tổ cả học được thêm một từ vựng là từ hi hita hi là cái lò sưởi hi tà tổ cả ngô phụ tổ cả phiu no mono si mắt trao yo đấy đúng không nhắc đi nhắc một lần không được nhắc tiếp hi tà tổ cả ngô phụ tổ cả phiu no mono si mắt trao yo đúng không chồng bắt đầu so đà nè so đà nè nhảy lại cái câu đấy so đà nè làm sao chúng ta đưa được cái cảm xúc vào cái câu nói giống y hệt いねけいなんね、じゃあ,ねえねじゃあ私、クリーニング屋に冬用のコートを持っていくから、ヒーターをお願い。きれいにして、押し入れに片付けといてくれるじゃあ、ねえじゃあ私、クリーニング屋に冬用のコートを持っていくから、ヒーターをお願い。きれいにして、押し入れに片付けといてくれるはい、オッケーじゃあ。じゃあ、私、クリーニング屋に、な、ね。

Kirei ni, ni, ni Nhắc đi nhắc lại như thế Ok, tạm thời đến đây nhá Đấy là cách học làm sao để luyện cho hoa nó giỏi lên mọi người ạ à. Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn số 2 đúng không? Đúng không? Giai đoạn sau cái quãng thời điểm vàng này đó là 5 tháng chúng ta sẽ bắt đầu học lên cái cấp độ tiếp theo Có nhiều bạn hỏi rằng là chúng ta học như thế có muộn quá không? không hề muộn một chút nào các bạn nhé Bởi vì sao? Bởi vì trong cái khoảng thời gian vừa rồi chúng ta đã ôn luyện rất là nhiều rồi Đúng nào? Ôn nhận thật là kỹ rồi ừ, Các bạn cứ tưởng tượng như thế này nhé Hãy coi cái cái cấp độ tiếp theo mà chúng ta chuẩn bị học á. Nó giống như là một đối thủ của chúng ta Và trong cái quãng thời điểm vàng vừa rồi á, Chúng ta đã quan sát, tìm hiểu thật là kỹ đối thủ của chúng ta rồi nên là gì nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào trận đấu và chúng ta cứ vờn đối thủ thôi Không có vấn đề gì cả và chắc chắn chúng ta sẽ giành được chiến thắng mọi người ạ. Ok, không phải lo lắng gì nhá. Vậy là video ngày hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Trong quãng thời gian tới mình sẽ quay thật là nhiều video liên quan đến việc học tập để khuấy động học tập phong trào học tập tiếng Nhật của chúng ta. Các bạn nhớ đón chờ nhá. Ok, bye bye và hẹn gặp lại mọi người.